Mới đây tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA, các cam kết quan trọng về sở hữu trí tuệ và những điều cần lưu ý. Theo Bộ Công Thương, hiện tượng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đang phổ biến trong đời sống xã hội của các nước đang phát triển và Việt Nam không ngoại lệ khi đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Tuy vậy, việc chấp hành pháp luật tại Việt Nam lại chưa cao, ảnh hưởng không nhỏ tới các doanh nghiệp sản xuất trong nước cũng như các cam kết về sở hữu trí tuệ trong Hiệp định EVFTA. Hiệp định EVFTA được kỳ vọng là sẽ đáp ứng nhu cầu bảo hộ của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ. Việc thi hành các nghĩa vụ theo hiệp định sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hội nhập dễ dàng và hiệu quả hơn. Tại hội nghị, các ý kiến đều cho rằng hiệp định EVFTA mang lại nhiều cơ hội tiếp cận thị trường các nước EU. Tuy nhiên, để khai thác được các thị trường rộng lớn này, các doanh nghiệp cần nắm vững và đáp ứng các quy định về bảo hộ, khai thác, thực thi quyền sở hữu các tài sản trí tuệ và các quy định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại của EU. Đây là tiền đề để các doanh nghiệp có thể đứng vững khi bước chân ra biển lớn, tham gia cuộc chơi chung toàn cầu.